quay mèo min mình sẽ giúp bé thăng bằng với quả bóng này. Đây là bài tập thăng bằng với quả bóng nhé. Và mỗi ngày mình sẽ giúp các bé mèo luyện tập, hy vọng sẽ có một ngày bé giữ thăng bằng tốt với quả bóng này nhé, và thích chơi quả bóng hơn là giữ thăng bằng. Khó nhỉ, hơi khó để giữ thăng bằng cho mình.